Bonsai Bảy Nghĩa xin kính chào quý vị và các bạn nha. Nay mình có định hình cho cái tác phẩm mai xù cả nhà nha. Gốc mai xù này cũng khá lớn cả nhà. Cây này hoành thì trên 50 ha. Hiện tại thì các nách quá xù cả nhà. Đây. Cũng trải qua một quá trình tức là cắt thúc và nuôi lại ha. Giờ thì các chi tiết đã ra rồi cả nhà. Đây ha, ra rất là dài rồi. Cho nên tới lúc mình định hình cả nhà. Cây này thì mình định hình, ước tính mình định hình xong ngày Tết đây mình chơi bông luôn nha cả nhà. Cây này thì dáng trực ha, mai xù dáng trực. Rồi thế thì mình sửa ra thế, cái thế tứ diện ha cả nhà. Chỉnh ra đều tán ha. Thành phần làm thì mình gom, nói chung là ở đây là dây nhôm ha, bao gồm dây nhôm và dây lông đen cả nhà. Quá xù rồi, cho cả nhà cùng xem cái gốc xù này nó, cái dáng cây nó như thế nào, với lại những cái bạch xù nè, xù rất là nhiều ha cả nhà, quá xù luôn. Đây, các nắp xù quá dữ, cục xù hết biết bự rồi. Rồi đầu tiên thì tiến hành bắt đầu mình cắt tỉa sơ bộ, sau đó bắt đầu mình vô dây nhôm cả nhà. Đầu tiên thì mình kết cấu ha, mình cắt nhôm ha, từ bên đây ha, mình kết cấu qua hướng bên đây ha. Thì khi mà nó có kết cấu đó thì cái lực nhôm mình mới dễ chỉnh ha cả nhà. Đầu tiên mình cắt cái dây lông trước ha. Cái này trong tương lai rất là có giá trị ha cả nhà, thì xù rất là nhiều ha. Xù nhiều hơn nữa được cái đó mình sạc nó sát vô đó, cái cốt cành nuôi lại từ đầu nè. Sau này nó có cái độ lắc lượng hơn ha cả nhà. Với lại có độ gió cây. Đây này phía ngoài cả nhà nhìn nó là nó xù rất là nhiều ha. Đầu tiên là mình cất cấu nhôm thì mình đo đây, được khoảng bên đây, qua bên đây luôn ha. Thì là về phần cắt nhôm thì cả nhà cắt là cho nhôm nó dư chút xíu ha. Nó dư thì không sao đâu, có gì dư chút đỉnh thì không sao. Chứ để nó thiếu mất công nó khó cho mình. Này mình xài cái kỹ thuật là cái kỹ thuật nẹp nhôm hay cả nhà. Rồi sau khi hầu như là mình đã cắt nhôm xong rồi, bắt đầu mình tiến hành mình nẹp vô thôi cả nhà. Cái này mình dùng cái từ gọi là nẹp ha, nẹp nhôm. Nẹp nhôm nó khác với cái quấn nhôm, nó là quấn nhôm thì mình không cần dây lông ha, nhưng mà nẹp nhôm thì mình cần dây lông. Hiện tại mình làm dây lông thì nó tiện lợi hơn rất là nhiều cả nhà. Bốn cộng thì sau đó mình chia ra ha, mình chia ra hai bên. Này kết cấu thì mà cả nhà chỉnh thì nó đỡ cái xe nó hơn ha. Ở đây nó có hai cái chẵn ba nè, cái nhà kia ra ha, bên 22 là cái hướng kết cấu đó. Rồi sau đó bắt đầu mình cắt nhôm thêm ha, sau đó mình đo từ bên đây, bên đây ha, từ bên đây nè và bên đây thêm ha. Xong rồi đây, bây giờ tiến hành mình thêm thôi cả nhà. Thì thường mình quay góc gần vậy ha, gần mình vừa làm vừa hướng dẫn cho cả nhà mình cùng xem ha. Có số anh em là mới vào ngày chơi chưa biết chỉnh thì có thể mình làm áp dụng theo kiểu này ha. Thì để mình chỉnh được những cái gốc mai vàng ở nhà mình nó ok hơn ha. Mình nẹp cái này thì nó dễ hơn là quấn nhôm rất là nhiều cả nhà, với lại cây nó cũng đỡ si hơn nha.
là mình nẹp nhôm nó phải có kết cấu, thậm chí gắn nhôm cũng vậy nha, nó kết cấu thì khi mình chỉnh cái kia nó không có bị tét hay bị sạc hay cả nhà. Đây đặc biệt quấn tới dây chặn ba này ha, thì là mình quấn cái chỗ này cho nó kỹ chút xíu thôi cả nhà, nó không bị tét ha. Đó, quấn kèm này cho nó cứng vô. Nhôm này nó thiếu thì bắt đầu mình bỏ, mình cắt nhôm, cắt dây lông khác thêm ha, dây lông nó đã thiếu rồi bây giờ mình cắt dây lông khác thêm. Thì cái nhà quấn muốn đẹp thì mình quấn cái lằn này nè, nó đều đều nhau hai cái nhà, sau đó cứ nẹp dài ra thôi. Đây hai quý vị, này là mình kết cấu này ha, từ bên kia mình kết cấu qua anh đây tiền bản ha, kết cấu qua anh đây xong ra đây mình kết cấu từ đây qua đây ha, thì vậy nó mới có lực chịu được ha cả nhà. Rồi xong nẹt nhôm dài ở đây thì mình chỉnh mới có lực chịu được ha. Đây phía trên cũng đang kết cấu đây ha, kết cấu cái này thì mình chỉnh thì cái chi của nó đã bị hư tổn hơn nha, thì chỉ không bị sạc chi cả nhà. Rồi hiện tại thì mình cũng đã quấn được một số chi rồi nha cả nhà. Đây này cũng là cái hướng ở đây mình kết cấu này ha, từ nhánh này qua đây ha, xong kết cấu xuống đây. Đó. Thấy kia này dễ thương không cả nhà, nhìn mặt rồi. Ai bắt bỏ lên đây vậy? Không biết đây chú hồi nãy ông nào không bắt để lên đó không? Này quá trình mình đang vô dây ha, khi mà vô xong xuôi thì bắt đầu mình mới chỉnh ra cả nhà. Quá trình mình vô dây đã ok rồi nha cả nhà, bây giờ thì tới lúc mình chỉnh các cái chi ra nha cả nhà. Thì đầu tiên thì mình vô dây xong xuôi hết, bắt đầu mình mới chỉnh các tán ra nha cả nhà. Với lại một cái đọt này thì cả nhà chỉnh làm sao cho nó lắc lượng cân đối là ok ha, các tán cũng vậy. Nên nhớ một điều lưu ý là nên nhớ một điều là cái co đầu tiên nó lớn và nhỏ dần nha cả nhà, co thứ nhất phải lớn hơn co thứ hai ha, lớn và nhỏ dần cả nhà, thì nhìn cái tán của mình nó mới ok được nha cả nhà. Cũng đã hoàn chỉnh rồi nha cả nhà, cái này cái bước định hình của mình cũng đã hoàn chỉnh rồi nha. Thì Tết nay thì chai bông thì ok rồi, thì cây này là mình chỉnh theo hướng dáng trực ha, dáng trực mình sửa ra thấy tứ diện nha cả nhà, mình sửa ra tứ diện ha, các tán cũng đã đều tán hết rồi cả nhà, gốc quá xù ha cả nhà. Thường là cái dòng mai xù mình chơi thì nó có giá trị hơn là mai da trơn ha. Đây các tán cũng đã ok hết rồi nha cả nhà, cả nhà xem thì cũng đừng có quên like và đăng ký kênh ủng hộ kênh Bonsai Bỉ Nghĩa nha cả nhà. Tại sắp tới em có làm clip nào thì mời cả nhà mình cùng xem nha. Các tán cũng là đều hết rồi cả nhà, xù vip ha, gió cây luôn ha, đồ vô đuôi chuột luôn cả nhà ơi. Thôi rồi, cái đây thì Bỉ Nghĩa em cũng xin chào cả nhà nha, và hẹn gặp cả nhà clip sau ạ.